bắt cướp rồi sáng sáng đồ nữa ha, dữ Đấy, dằn tới thiệt. đóng khóa cửa là tính nghỉ trưa, tính dặn nghỉ trưa. Nhưng mà thấy thấy tụi bây lên cái like này với lại cũng không có cái chủ đề gì, cái chủ đề này rất khó khăn cho ta quá. Khó đúng không, đúng không, khó ăn khó nói đúng không, tại Không vì phải, bởi không vì phải hay dưới phải chứ gì đúng không, bản thì thân hay dưới chắc phải chắn đâm là ra là không khó phải nói dưới đúng phải không. vậy. Nói chung là vậy nè, tao thì không khen gì đó, tại vì chỗ này cái chỗ là tao không phải là người trong nước, mày hiểu đó không? Nên ta vì đó cái luật này nó áp dụng cho những người, những cái diễn đàn trong nước và những người trong nước là lên. Còn tao ngoài nước tao muốn nói gì cả cha tao, tôi đóng ngắm được, tôi có cái điều mà cái tật của tao á, đồ á là đồ thôi chửi là tao không có êm, đồ không xuôi câu rồi nó có bệnh nặng quá cho nên đồ quá giờ không cho tao chửi là tao chửi chứ chửi ai vậy đồ Có chứ chưa coi nè đâu chứ mà khôi ý là giờ kìa, có chữ khôi kìa, có chữ khôi kìa, nó có chịu nghĩa là đạn cho bố vậy, kìa. có nghĩa là vậy, có nghĩa là thí dụ có nói gì đó vậy thôi, chứ thực tế là trong các mạng xã hội này nó cũng có nhiều cái điều mà mình cảm thấy là mình phải cần học hỏi. Có những cái điều như người mà có kiến thức, có trình độ lên họ truyền đạt là những cái tư tưởng, những cái này kia thì rất là hay, nhưng mà cái điều đó thì nói làm gì, cái chuyện đó thì đâu có cần với cái miệng của tao, đủ cái miệng của tao đủ quá phải có, nhưng mà nó khổ cái nó không được vậy. Cái đó chỉ có 10% thôi, 10%, còn 90% kia là toàn tào lao bí đao, rồi còn chống phá, còn xuyên tạc, rồi còn bậy. Vậy thì làm sao tao không chửi được? Bà hãy chửi ra thì bắt cái quay đủ, má nó cấm chửi đâu cho chửi đủ quá. Thành ra vì chứ đó là tao tức đủ, tao ghét tao thèm lên đủ quá, cái địa hiểm phải không? Đủ đủ tao nói là nghe, cái mạng xã hội bây giờ nó dơ nhiều hơn sạch, mày hiểu phải không? Mày thấy rõ ràng rồi, những lúc gần đây là thấy toàn lan từ thiện, lường gạt, vu cáo, bán đồ gian, bán hàng gian, rồi đồ giả, rồi tùm lum, mà mang một cái mác rất ư là thắt là thiện mỹ, từ thiện rồi đủ má, ca sĩ rồi nghệ sĩ nhân dân rồi đủ má, rồi thấy gớm không đủ má. Thấy thành ra gì đó mình không chửi thì không được đó, thôi chứ phải chi nó đẹp á, nó đẹp thì nó làm gì, 50-50 thôi là tao ok rồi, 50-50 là ok. Nhưng mà cái này nó chỉ là 0,5 thôi, trong khi đó 100 mà nó 95% là coi như nó xấu hổ ráo rồi. Tao hỏi mày mà thật tình như vậy đó, không cùng bắt đầu quan điểm, thí dụ giờ mày yêu có thằng A, tao yêu thằng B là có chuyện nó chửi nhau rồi, đủ đừng nói chi xa lạ, đừng nói chuyện mà đủ thế thần tượng của mày mà tao đụng vô là mày chửi tao rồi. Bởi nó bực mình là cái chỗ đó, cái là riết rồi cái xã hội này, cái mạng xã hội này, những người thành viên mà tham gia cộng đồng mạng này đồ nó thích là nó chửi thôi, chứ thực chất nó không cần nghĩ đúng hay sai, nó không nghĩ đúng hay sai, nó không cần biết. Với lại bố thấy không? Bố thấy có nhiều cái như vô lý không? Con nói thí dụ như là cái chuyện quan hệ trên mạng xã hội giữa con với bố nè, hoặc là nãy con với ai Việt đi, thì hiện tại bây giờ là rất là tốt đẹp bình thường đúng không? Con nói ví dụ đồng thời lúc đó có một cái sự kiện diễn ra, tự nhiên cái ba bố con mình tranh luận vô, cái cuối cùng cái chia rẽ là hết. Đúng rồi, tại vì nó À, không có thấy vô đặt lý nó không? khổ cái cho những người kém thì Đó, biết bố thấy hiểu không? nè, Đó, nó kém thì biết nè, đó. cái đầu của tôi và cái đầu của anh hoàn toàn khác nhau, mà tôi với anh Đúng rồi. cùng một quan điểm, một cái gì đó, còn một cái gì đó nha, thí dụ vậy đi nha, thì tại làm sao chúng ta không giữ được cái điều đó, cái Đúng vợ rồi. của Việt Nam mình là vậy đó. Còn cái chuyện khác kệ cha, tôi muốn làm cái bài nào tao Đúng chỉ quan rồi, điểm đâu thí ảnh dụ như hưởng gì thế, đâu. đâu có ảnh hưởng gì bạn đâu, Đúng rồi. không mà không cho mình được chén cơm nữa, Đúng không rồi. cho mình được cục kẹo nữa, mắc Đúng mớ rồi. gì rượu phải xí vô. Chuyện lạ đời, bây giờ tao với mày chơi thân uống cà phê mỗi ngày đã, cái anh em cũng giống như đi ruột, là mày nhà bên kia dắt, nhà bên này dắt, hai cứ chơi thân từ nhỏ lớn ra vào trong, đùng cái có cái sự kiện gì đó xong hai đứa mình chửi nhau té cha đồ, thành ra hai đứa thành kẻ thù luôn nhau. Mà cái thù này là ngộ, nó chỗ là cái thù không phải là của mình mà chỗ của người ta ở đâu trên phương Đúng trời rồi nào á, cái là đâu mà diễn ra là vô lý luôn á. Tại bởi tao thấy bởi tao ta ghét tụi nó, bởi cái điều cái là mà hình như bây giờ là vậy, nó có tính cách là cái lan tỏa, cái loan thường thường mình có một cái gì đó mình đưa ra một cộng đồng mạng để mình cho mình phổ biến, ví dụ như ta bên này tôi biết những cái chuyện gì mà xảy ra tại nước Mỹ, hoặc là những cái chuyện gì bất cập với nước Mỹ, những cái gì quan trọng mà ta cảm thấy ảnh hưởng đến đất nước ta, và ta hay truyền bá về những chuyện đó, có một sự lan tỏa, hiểu không? Nhưng mà cũng có một cái thằng ở bên Mỹ giống như tao vậy, mà nó đủ mà mày lan tỏa làm gì, ai biết mày làm lợi gì cộng sản đủ quá, đủ quá cái vậy là tao mới dám chửi. Nhưng mà thà cái đó thì còn giữ của lý mày đâu rõ ra không, cái đó có tính cách là cộng đồng bị ảnh hưởng giữa con người Việt mình với lại nhà nước mình với lại đất nước mình, mà muốn nói còn cái chuyện này nó không dính dáng, hoàn toàn không dính dáng gì tụi mình cả, nó hoàn toàn không có gì cả rồi. Mẹ cơm tao tao ăn mình mày mày mà chuyện bao đồng chuyện của người khác tự nhiên dướng vô mình xong rồi chửi lộn nhau, trời ơi, chuyện tiện vô duyên chứ. Mới chính vì cái chỗ đó là cái cộng đồng này rất là phức tạp, nói thì nói vậy Đúng rồi. thôi chứ thực chất là rất là phức tạp,
và có thể là nhà nước hiện giờ cũng điên đầu gì nó luôn chứ đừng nói. Nó hẳn là vậy, bởi vì mỗi người mỗi ý mà tao nói về rồi, cái người dân Việt của mình là cái đó có kỳ cục. Có thể là tao ghét mày mà tao làm cho bỏ ghét. Mày tao nói cho mày nghe nè, tao nói nghe, chị trong nhà thôi, chị trong nhà thôi nha. Ví dụ như bây giờ con mày á, đủ nó giỏi nó không chịu ăn cơm, ví dụ như vậy không? Dỗ dành cỡ nào cũng để mà mày quất một phát rồi rồi á, đủ nó ngồi nó nhai nó rút ngoài mắt trợn lên. Có nghĩa là nó rút cái cơm á mà bị ép ăn á, nó giống y chang như là nó uống xúc động, có nghĩa là nó tỏ thái độ hoặc là nó làm rớt chén hoặc là làm nhiễu nhã qua làm đổ, cũng phải làm bằng mọi cách nó tỏ thái độ thì biết là nó không bằng lòng. Dạ. Đó là trong gia đình của mày thôi, đừng có nói chi ngoài xã hội. Phản ứng lại liền đúng không bố? Nó phản ứng ngược. Có nghĩa là, rồi hỏi làm sao trong tâm trong đồ mới làm cho bỏ ghét. Đồ quá. Nó biết cái điều đó sai nhưng mình làm cho bỏ ghét. Đồ đó vậy đó. Người Việt Nam không có tánh phục thiện, nó không có phục thiện là phải thấm dần từ từ thì mới phục thiện. Còn khi mà đốt chát cái liền lại nó phản ứng ngược lại liền. Nó kỳ á. Đúng rồi. Ví dụ bây giờ khi mà ra ngoài đường, ra ngoài đường mà thằng công an nó chặn xe mày mà hoặc là họp là nó đại khái là coi như lễ phép đi hoặc là lịch sự cho hỏi thưa anh cho tôi xin coi giấy tờ xe hay gì được không, nhưng mà lỡ mà thằng công an mà nó nói sẵn rồi yêu cầu cho nó cái xe mặt hầm hầm lên là đủ má giờ không cho coi làm gì tao đủ có nhiều cái làm vậy thái độ liền gọi là thái độ liền đúng không, thái độ liền cái đó nó khoác xuống ở chỗ cái xã hội Việt Nam mình biết sao đó không, cái này coi như vấn đề pháp trị nó không được cứng, nó không cứng mẹ không, cho nên vì chỗ đó cái người dân hay coi thường thấy không, lần còn ở nước ngoài này là ở nước Mỹ là ví dụ như mày trên mạng xã hội nha, nhưng nếu mà mày hăm dọa mày nhục mạ người ta mày viết thành chữ nha, để có một cái nó mà copy được rồi là đủ bá là chết mẹ mày rồi, đủ bá thưa sụp quần luôn ngộ vậy đó. Thì đây ở Mỹ là mày hăm dọa bất cứ người nào mà viết trên văn bản rồi viết đánh chữ rồi gõ rồi chát á mà đủ má nó cốt được cái đó là đủ má là FBI cộng đầu mày đi. Yeah. Còn ngược lại Việt Nam mình ủng nó chữ tê đủ quá, nó chữ thứ gì luôn quá, nó coi như là đủ nó coi như không có hàng rào phong tỏa luôn, nó coi như ngoài vòng kiểm tra luôn, mà thấy cái đủ trên mạng mấy lúc ra thấy nó chửi nhau mà thấy ghê không, đủ nó gớm cũng đủ ba màu không sao cơ, đủ khổ vậy đó chứ, thành ra nói thì nói vậy thôi chứ còn bây giờ nếu chấn chỉnh cái điều này, cái điểm nhất cái điểm thứ hai nữa là cái người Việt Nam mình cập nhật vấn đề khoa học kỹ công nghệ quá sớm. Mà đã vậy tao muốn nói cái điều này, đây là cũng do của một số thành phần là do cha mẹ cho con tiếp cận, nó có thói quen như này. Cái phone nó thì nó có hình, nó có chữ, nó có nhạc, con nít nó được thậm chí gì mày con mày khoảng gì chưa thôi đâu chưa đầy tháng à, chưa đủ 12 tháng là năm đã khoái rồi mày nó mà khóc que mà đứng tin mà đưa về liền smartphone nó là đủ đính liền bảo đảm mà đính liền đính đúng không đó đúng rồi. Là cái người cha mẹ tập cái thằng nhỏ làm quen với cái thiết bị quá sớm. Và ở đúng Mỹ rồi. Này là nó có những cái trường cai nghiện Facebook là cai nghiện vấn đề công nghệ là cai nghiện để ta có nghĩa là cái, nó gọi là nghiện vấn đề về mạng ảo nè, nó thẳng là mạng ảo này Facebook hoặc là những cái gì chắc đã thấy, nói chung là con nít Mỹ đa số nó nghiện vậy, mà thậm chí cha mẹ mà có tiền phải bỏ vô trường để cai nghiện trên cái vấn đề đó. Đúng rồi đó, Việt Nam mình ngộ cho là đủ mà tiếp cận thông tin quá nhanh mà cha mẹ đôi lúc thờ nè nín đi để tao không chuyện đủ liền cho cái vô tình chứ không phải là đủ thằng nhỏ đâu biết là mẹ đâu cứ chọc rồi lấy cái cặn đập lại cái nó chưa đủ một tuổi mà đã biết xài phone rồi cái hỏi ừ thấy không, con nhỏ thông minh ghê chưa, giỏi không xe đấy ghê đủ mà vô tình mới lớp 5-6 tuổi lớp 1 rồi bắt đầu nó đòi smartphone rồi không có là không chịu không có đồ dỗ nó là không có smartphone đó, cái đó là cái lỗi lầm của người lớn đó, vô tình người ta không, nhiều khi người ta cũng là đôi lúc người ta vì chỗ sinh kế vì công việc vì bận biểu đủ muốn làm cho nó êm nhà con nó khóc quá thì cũng được tôi đưa cho nó điện hồi để làm chuyện xong rồi lấy lại để ấy vậy, nhưng mà vô tình ngày bữa nay đó bữa nay nó là được thì nó đứng đồ ngày mai mà được không cho nó khóc hoài đúng không, đúng rồi vô tình cho nên ra tạo thói quen xấu cho nó dung túng. Bởi vì tao đã từng chứng kiến mà cảnh trong đài nãy thằng nào nó mới làm thằng chị bị Mỹ nó trong một cái nhà bữa ăn cơm không mà cha một cái phone nè, mẹ cái phone nè, con gái cái phone nè, con trai cái phone nè, ngồi trên cái bàn cơm mà đủ mà toàn là coi phone không ai nói gì đúng rồi. Cả đúng rồi, cái đó là một cái rất là xấu mà mình muốn làm cái điều đó mà trở lại thời kiện đùng cả vấn đề khó khăn
cả cái đặc sầu nó khó khăn. Giờ biết làm sao được, đầu tiên là tôi nói thẳng như mày bây giờ chuyện này là gì? Cái smartphone nó bây giờ tại làm sao? Nói thẳng mày cái smartphone nó tại làm sao mà trên thị trường thế giới mà nó cạnh tranh khốc liệt. Nó thậm chí nó giết nhau rồi mà nó dùng bom nguyên tử để mà nó dự ra cũng là vì cái smartphone. Bởi vì nó cạnh tranh mà thấy không? Thằng Huawei là thằng iPhone là thằng Samsung. Nó cạnh tranh khốc liệt. Coi như vậy chứ mà chưa thấy đâu. Nó cạnh tranh khốc liệt, nó cạnh tranh còn hơn chiếc xe hơi ngày xưa. Cái thằng Nhật, cái thằng Mỹ cạnh tranh xe hơi rồi biết ta, cái thằng Mỹ An Giang nó chơi nó chụp đầu thằng Mỹ, thằng Nhật chuyện cái Toyota nó quất nhỏ 4 tỷ 14 tỷ để mà không thể được, bởi vì cái thằng này nó muốn, thằng Nhật thì nó muốn đầu tư vào thị trường của thằng Mỹ. Ê, thằng Mỹ không làm được, bán không chạy xe của nó Mỹ mà bán toàn là xe Nhật không, vì chỗ đó thằng Mỹ nó cạnh tranh không biết làm sao hết, chụp cho cái lỗi của thằng xe Nhật là tự động không có đạp ga mà xe nó cứ tăng nó giọt chạy cái gas lên lỗi. Mày nghe cái vụ đó chưa, nghe hiểu chưa? Nhưng mà kiếm không ra cái lỗi đó, nhớ người chuyên gia kiếm ra bởi hỏi mà cái xe cơ không đạp ga thì sao bởi tăng ga được, mà thằng kia đổ thừa nó tự nhiên xe chạy ga chạy rút đi kiểm tra kiểm soát không được. Cái chuyện đó đùa, thằng Nhật bấm bụng, biết là phi lý, biết là chụp mũ nhưng mà bấm bụng bởi vì mình muốn vào một thị trường của nó. Bị quan 14 đóng tiền phạt 14 tỷ đô la. Đau lắm đủ, mà thấy nó đau. Đó là chỉ xe hơi thôi. Còn thằng smartphone nó còn ghê hơn nữa. Nó chụp cái đầu của bà đủ CEO của thằng nào con hay quay đủ, nó nhốt của mình Canada mà nhớ không? Cái bà đủ gì đó, bà chủ tịch nghiệp làm của Huawei á. Dạ. Nó cho bà là làm gián điệp, gián điệp đủ, đó là chuyện toàn là chuyện chụp mũ không, nhưng mà nó muốn rõ ràng. Về cái smartphone là cái thằng Huawei nó đi trước thằng iPhone và nó dữ dằn hơn thằng iPhone. Tao đã dẫn chứng với mày rồi đó. Cái ba smartphone của Huawei nó mắc tiền gấp 3 lần của thằng smartphone. 3.000 đô, 4.000 đô có một cái. Chỉ cái iPhone không có nghĩ gì đâu. Thật ra cái vấn đề cạnh khốc liền. Và cái vấn đề tương lai nữa, 5G rồi đủ thứ rồi. Chứ mà thôi, đừng bỏ cái chuyện đó đi. Mình chỉ nói là cái chuyện xã hội của mình nè. Bây giờ tôi nói cho mày nghe, đứa con nít ở Việt Nam mà nó cũng biết xài smartphone. Và nhiều khi nó đi học lớp 5, lớp 6, còn lớp 7, lớp 8 là nó đòi hỏi cha mẹ nó phải mua cho con gái không mắc cái hại gì Samsung cùi đi, chứ mà phải là smartphone để chi nó lướt web tất cả được, nó khổ vậy đó. Thành ra bây giờ muốn làm cái điều đó cũng khó khăn. Thằng Mỹ này cũng đang dưới một cái tệ nạn đó là con cái phải đi vô trường để mà cai nghiện để được smartphone, có đó cai rồi có đầy đủ đó, nó khổ lắm mẹ. Thành ra giờ nó thôi bỏ qua chuyện đi, cái chuyện đó là chuyện của nhà nước, mà chuyện mình phải ban hành một cái sắc luật gì đó mình cảm thấy khả dĩ coi được. Thì bởi vậy con mới nói là mở cái live này là giống như là gia đình, người trong nhà mình gọi là chỉ bảo nhau để mình làm sao cho đúng thôi. Chứ còn rõ ràng những cái kênh những cái kia thì cái chuyện đó là của chính quyền họ lo, họ xử lý. Còn đây là người trong nhà mình lên mình dạ. Thôi chứ còn bây giờ mình không có bàn sâu đâu được, khó lắm, mình không bao giờ, ta nghĩ mình không bao giờ mình đi ăn tay. Nói không ai nghe đâu, trời khổ quá. Người trong nhà mình thôi. Đó. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ nói người ta nói rồi, cái chuyện này nó cũng ác lắm, nhưng có điều là thì ta nói mày nghe, ở trong có một cái không gian mạng thì 10 người 10 ý, không có thằng nào giống nào hết trơn. Và nó biết sanh ra những cái chuyện mà cãi vã nhau trên này, bởi vì nó nói mày nếu mà không có người ý thì đủ chiến tranh đủ nó ra, nó đâu có trên thế giới này hòa bình mẹ nó ráo rồi, đúng không? Nhưng mà tình huống cái là có những cái mình không chửi không được đó. Ta bà tánh cái miệng ta nó có tà ma thì gì đâu, hay tao chửi là bị vậy, tao chửi cái thằng gì đồ bái hiệu phó hiệu trưởng đồ, bữa nay nó bị ấy rồi, đồ má tiêu rồi, đức hại đức cống cái gì đó, đồ tao chửi con tăng rồi, bữa nay nó luộc rồi, đồ má nói là nó cho nó vui vậy thôi, chứ tại vì mình bức xúc quá trong đó những cái việc như vậy, tại sao mình không lên án, đúng không? Khổ rồi. Nhưng mà khi mà mình chửi là thì tại quá lắm á, nó quá sức cái sự chịu đựng đi, cho nên vì đó mình mới bức mình lên chửi thôi. Bởi vì dù bố dù không, ta cũng là một cái tiếp người xưa, thằng cỡ như tuổi như là Xuân vậy, cũng có một cái gì đó rất là phong kiến mà thậm chí nhiều khi mình bực tức là mình trở thành cực đoan luôn. Nói thẳng là vậy, là bởi vì cái thế hệ của tụi tao nó không bao giờ nó có những chuyện vậy. Con cái đi gặp cha mẹ ông bà khoanh tay thưa dạ, con gặp mới về thưa ba thưa mẹ thưa ông thưa bà, con đi học mình kia, chứ không có cái chuyện sổ sàng như bây giờ. Thành ra vì đó ta cũng bị hung đúc vào một cái giáo trình từ xưa giờ, vì đó ta không có chấp nhận cái chuyện mà cái thứ mà con nít hoặc là người lớn mà cái chuyện mà nó thừa bứa mà nó tự do quá trớn và nó đi hết nổi. Thậm chí ta coi trên mạng có những đứa mà 17, 18 chưa 17, 18 lớp 6, lớp 7 thôi
mà đã hẹn hò và sao sân trường mày, tao đây tao nói thẳng là tao không truyền bá ở đây, có những video clip mà hai đứa con trai một đứa con gái khoảng chừng 14 15 tuổi thôi, nó ra thuốc ở sau sân trường làm tình với biết sao trong đường, nó giấu người ta trong đường, trong người, trong cái ngõ hẻm ở trong sân phía sau trường, nó có những cái mà mình nó tiếp xúc bên Mỹ hả bố, bên Mỹ hả bố, Việt Nam ấy, bên Mỹ gì, Việt Nam mình hả à. Ừ, có nghĩa là nó tiếp xúc quá lẹ đối với lại cái thông tin đó, nó nhạy bén mà thông tin, cái thông tin đen thì nó nhiều mà cái thông tin xong trong sạch thì nó ít, bởi vì con nít nó hay tò mò mà đúng hiểu rồi. Con nít thì nó hay tò mò, cái gì càng cấm thì nó càng coi, hiểu chưa? Thành ra khi tao chấp nhận thông tin phổ cập đàng hoàng y chang, nhưng mà mình phải có một cái software hay cái gì đó để mình gài vào cái phone của, ví dụ như con mình mà không cho nó trang được cập nhật vào những cái trang web đại khái đại bà nói chung đại khái gì, hoặc là không cho nó được truy cập vào những cái chuyện mà của người lớn hay đại khái gì, nói chung nó còn nhiều cái vấn đề đó, và mình cần phải cải tạo cái điều đó. Nói chung là ở nước Mỹ này có cái dạng như trên phim, trên đài, trên TV gì đó thì nó có những thường thường nó để trên góc cái, ví dụ như nó cảnh báo trước cái phim này dưới 13 tuổi coi được không, nếu mà coi được phải có cùng cha mẹ, trên cấm con nít 13 tuổi, nó có trên rồi đó. Rồi trên TV nha, nó sẽ cảnh báo đàng hoàng rồi, mày có thể gài vô đó, mày không được quyền cho nít ở nhà nó mở, tự động mở là nó không cho coi mấy cái phim đó, để khác là vậy. Thì mình Việt Nam mình sẽ áp dụng theo cái phương thức đó, thậm chí nhiều khi cập. Nghe, phổ cập câu hỏi này thứ hai thứ ba nữa là thuốc lá rượu bia ở bên Mỹ này, dưới 21 tuổi mà vô quán rượu mua là rượu bắt mà liền, nó cầm đầu mà liền. Bôi thuốc lá cũng vậy, phải trên 18 tuổi mới được quyền vô. Dưới nó vô bắt nó vô mặt mày là bắt mày phải đưa giấy regulation hoặc là thẻ căn cước, cái đồ nó chung chung là mày dưới 18 tuổi là đủ, nó đéo bán đâu. Đủ. Nói vậy đó, nói chung là phải có cái luật khắc nghiệt. Còn ta thấy ở Việt Nam mà nó đủ. Nói thì nói vậy thôi mà gì riêng chứ. Con ơi con ra mua 3 2 xị rượu đi con, đủ quá nhỏ mới cái sáu chạy lon sắt chạy lưng đủ sắt cái rượu ra mới kế bên nhà bác bán con mà hai ba con hai xị đồ Mỹ làm gì có chuyện đó, đồ nó bắt thấy mẹ luôn, đồ sai con nít điêu đó là chết đó liền, đồ quá anh sát muốn tới nhà liền đó. Mình phải phổ cập và mình phải truy cập và bắt chước những cái điều đó của nước ngoài đến kia, nó rất là hay. Là bởi vì như vậy thì mà thấy bây giờ có học sinh bây giờ uống bia như quỷ, uống rượu như khùng, có nghĩa là nó chưa đủ tuổi, chưa đủ đâu, 17 18 tuổi là 16 17 tuổi đã đấy rồi, rượu bia là trên 21 tuổi nha mày, đồ khổ vậy. Thành ra Việt Nam mình còn phải làm nhiều hơn nữa. Nhưng mà đây là chỉ có đời khơi màu anh chị em trong nhà. Nhưng mà cái câu chuyện mà bố vừa nói theo con nghĩ là đúng ra là từ gia đình nó chính xác hơn chứ. Không? Thì tao nói về rồi nhưng, gia đình. Dạ, từ những đứa trẻ đó. Những đứa trẻ đầu tiên á, dục cái smartphone đi, đầu tiên dụ nó cho nó nín. Rồi lớn chút xíu nữa nó ghiền rồi, nó ghiền theo kiểu là xích rồi. Đâu không cần biết bấm lên YouTube thấy nhảy gà tưng động nít mà năm thiếu tuổi đâu biết gì đâu, nhưng mà phải có cho nó có, không có nó khóc hoài nó nhè hoài chứ lỗi. Đủ cái ông già bà già cái chiều thôi nè, đủ nín đi thì nín, bả rồi bán gọi bán mai đồ họ bán hàng đã khá là vậy, lên chi để cho nó yên, không lấy lại nó khóc chịu, nó cứ níu lưng níu đồ sao chịu nổi được á, vì nó vô tình chiều đó mà nó hư đó, tôi chưa hiểu không? Rồi bây giờ ở trên cái ta coi trên cái YouTube nè, nó có những cái chương trình rất là bậy bạ, tất nhiên nó kể chuyện là có những cái kênh gì ta, rất là nhiều kênh mà nó chỉ dẫn cách làm tình cho sướng, nói chung là đàn bạn gái làm kênh mà cái câu yêu câu like, có nhiều kênh rất là buồn cười, rồi kể chuyện đêm khuya rồi đụng tùm lum tạo ra, nói chung là cái gì đó. Bố con xin lỗi bố xíu, con xin lỗi bố xíu để cho mọi người xem cái này. A Quy chơi vậy không có hay nha A Quy nha, đây nè, bình luận của bạn đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng gì đó, đi báo cáo nít người ta chơi kỳ á Quý nè, thằng mất dạy quá đúng không đó, ông cứ dạy không mà ông hỏi sao mà ông đi vô ông chơi mà người ta thành kiến với ông, đây nè đúng chưa, rõ ràng chưa, đây nè đó, tôi dẫn chứng cụ thể luôn, còn nếu ai mà thấy không rõ nữa thì ngày mai tôi đăng lên trang cho mọi người cùng xem đúng không. Chơi tức là mình có sức chơi, có sức chịu. Đúng không A Quy? À. Đó, có sức chơi, có sức chịu. Chứ đừng có vậy. Mình cảm thấy mình có đối tượng để mình... Bởi vậy, đây tao nói mày nghe đó. Bây giờ tao nói mày nghe nữa là trường hợp chứ A Quy bây giờ hãy thói là tao không có muốn chửi nó làm cái gì đâu. Nhưng mà nó có những cái thành phần như vậy đó. Mình không để, mình không để mình nói thưa anh A Quy hay là chào anh, hai anh là...
I love you, tao nhớ mày lắm, I miss you, rồi tao nhớ mày lắm mà sao đủ má để ăn đủ má, thằng này là phải chửi sạch mặt nó chứ tao hỏi mày, mà không cho chửi thì sao tao cho tay được, tao đâu có chịu lên đủ má. Thì cũng có nhiều trường hợp đặc biệt nói như vậy cho mày hiểu. Rồi tiếp tiếp ở kia, bây giờ trên YouTube á nó có những cái chương trình rất là độc hại, chẳng hạn gì cái tao nhớ hôm qua kia tao mới coi tự giật mình, tức như cái bà này rất, nhưng mà phụ nữ nha, bây giờ nó mất dạy lắm, có nghĩa là nó lên trên làm YouTube mà nó dạy, nó khai thác với người tình dục mà nó chỉ cách cho người ta chơi làm sao để sướng, chơi làm sao để sướng. Rồi nó có những chuyện kể vui lắm kìa, nó có những kể là ngắn gọn bố thì nó không phải gì bố biết không, thí dụ là bố với con nói chuyện vô tư, còn đây mất công con sợ người ta mấy người không, khác trái chiều người ta nói bố không, chứ con thì vô tư rồi. Tao vô tình lên tao chỉ sợ thôi, thì tao thấy là chị 69 thì ta kể chuyện đêm khuya gì đó lấy chồng tay gì đó đồ, mà toàn là phụ nữ không nha, mà có nickname ngộ lắm, gì nickname gì lạ luôn lắm kìa, nhưng mà rất là nhiều đứa, hai ba đứa con gái lại nha, đừng chữ gái không đúng, cũng khoảng chừng 30 ba mấy cỡ đó, kể chuyện trịch toạc trên cái trên YouTube á, mà mấy trăm ngàn lượt like nha mày. Là chính vì chỗ đó, chứ vì đó đôi lúc con mình nó vô tình nó sợ trên YouTube thôi, mà nó mà coi được cái đó, nó nghe được là đủ má là coi như thằng đó hư. Để tôi nói rõ ràng, thành ra cái điều đó mà cái máy chủ á, thì giống như xưa hồi nãy nói đặt ra ngoài, nhưng mà tao nghĩ là Việt Nam được quyền kiểm soát những cái thông tin độc hại chứ. Tất nhiên là mình lên án, mình kêu cái thằng đó hợp tác với mình là cấm tuyệt những cái đó ra, đó là đầu độc. Đầu độc của giới trẻ là rồi nó ở đây mà không tin mình chút xíu mà lên tùy tàn cái này đi rượu má, rồi tao đưa cho mày coi những cái mà rượu má trên YouTube á, thanh thiên bạch nhật luôn. Dạ. Chứ không có đơn giản gì đâu. Đó. Rồi trời ơi, nó kể rất ưa tầm bậy tầm bạ, rất ưa là tầm bậy tầm bạ. Rồi thôi, tao nói mày nghe, đã vậy thôi còn lên trên Facebook nè. Nó có một cái chỗ là đây ta, cái gì đây nè. Cái chỗ gì đây quên mẹ. Trời ơi, nó quảng cáo mà nó bận đồ, nó bán đồ lót. Mày thấy mấy con nhỏ nó, mày thấy mày hết hồn luôn. Nó coi gì, có bận mà như không bận. Mày có coi đó chưa? Dạ, yeah. Coi đâu á? Trên Facebook nè, nó có cái chỗ mà play, cái gì là video play á. Không, con không có vô mấy chỗ đó. Đây nè. Dạ, con trời ơi, nó bận. À, cái tụi bán hàng online gì? Đúng rồi, mà nó bận à, thì thường à, tụi nó câu view mà, tụi nó kéo khách vô mà. Đúng, nhưng mà tao hỏi mày đó, có lẽ là phải bài từ mấy chuyện đó. Bán hàng thì ok, nhưng mà anh bận đồ phản cảm quá, biết tập gần để thòng luôn. Quần xíu con có nghe một cái tin hành lang ngoài luồng thế này nè, nhưng mà không biết là thật hay giả. Mà tức là trên Facebook á, nó có những cái nick, cái trang nó gọi là bất tử. Tức là những người đó họ bỏ tiền, họ đóng cái khoản gì cho Facebook á, thì là những cái trang đó là không có gì, không ai báo cáo gì được hết. Thì mấy thường thường đó là thường những cái mà cái trang mà nó bán hàng online á, thì nó hay sử dụng cái điều đó. Thì cái đó con nghe thôi, còn biết thiệt hay không thì con không biết. Thì tao không biết, con có nghe qua cái chuyện đó. Rất là phản cảm. À, có những cái mà ra bận như là không bận, có một con nhỏ cũng đẹp gái lắm, cũng đại khái cũng mặt mày mặt thì từ từ nó giống giống như lai cặp ngực vĩ đại, mà bận ở dưới bận xịp bằng này bị xịp dây ra, ở trên thì bận trời nó lòi lên lòi xuống vậy. Rồi má trời ơi, tao nói thiệt mày, tao hỏi mày, vô tình những đứa con nít hoặc là những thằng nam hoặc con nữ mà nó coi những cái hình đó là mình thấy là bà thiệt tình, mà thiệt mày nó live stream để nó bán hàng. Đúng rồi, nó bán hàng cả trăm ngàn người la đang coi. Đúng rồi, còn tao với mày cao lắm, mày vừa có cái live bao nhiêu, có 15 người à. Đúng rồi, thấy nó đen không? Bởi nó thiệt khổ, bởi vì phải cái bộ ok quay chờ chút đi ông, cái bộ thông tin nhân quán của mình là phải kiểm tra rà soát này, cắt mặt hàng xã hội, phải cấm tuyệt cái điều đó, và phải có một cái gì đó chứ. Mình đây mình nói hơi hơi mà không có, thì thấy nói rồi, nói rồi, cái máy nó nằm bên kia mà, cái máy chủ nó nằm bên kia mà, mình đâu có can thiệp được. Mình không can thiệp máy chủ được, chứ mình can thiệp vô nội bộ đức viên đức biết, mình cản lại mấy cái điều đó, mình không cho vô mấy cái đó. Nhưng mà cái những cái bán hàng online là hình như là bán ở Việt Nam thì có công văn rồi bố, tức là bây giờ có công văn hướng dẫn rồi đó, có công văn hướng dẫn của sở hóa thông tin nãy anh Sơn có đọc sơ qua đó, thì lát nữa còn thời gian con sẽ đọc lại cho mọi người cùng nghe. Đỡ đủ mà gì chưa gì mà vẫn còn thấy người ta cho nó nghe, mà nghe ra y xèo đó, đủ bán quần đồ, trời ơi, bán đủ, nó thậm chí nhiều khi nó bán đồ hả, nó thay tàu tại chỗ trước mặt mày luôn, đủ. Dạ, đúng. Bà, thôi ok thì bố chứ nói thôi chứ còn. Dạ.
vậy rồi có gì đây cố lên coi A Quyên nói gì. Dạ, cảm ơn bố. Tao nói với A Quyên ngay nha, đủ má nó kêu nó đừng chửi rồi, nhưng mà đủ lên làm bài làm tao chửi mày đó, đủ trước rồi đó, đủ má.